Hôm nay mà sao cậu để tắt đèn kia? Mà sao tôi cũng thấy thối thối? Đâu, hôm nay tôi muốn đi mà. Dây của tôi em tắt của tôi theo. Tắt con thú này cả hơn giữ gì nên không có chuyện có mùi đâu. Ăn cà sô cô la mãi chán quá. Chả biết còn gì ăn không nhỉ? Vui vẫn còn. Ở đây của chị Giang à? Kệ thì can đi. Tí tẹo thôi muốn để dành à? Sofa xong rồi không đóng cửa gì hết. Chị làm gì chị làm? Em ý kiến gì? Trẻ con cứ nói. Mà sao chị không mở cái cửa đằng sau kia cho nó thoáng? Chị không thích mở. Em thích ra mà mở. Thế là còn cái cốc nước từ hôm qua đến giờ mẹ bảo chị dọn mà chị chẳng dọn. Chị bảo mai dọn xong bây giờ này. Mai là mai mà. Mai là hôm nay mà, hôm qua là hôm nay. À hôm qua là hôm qua xong rồi chị bảo mai là mai mà. Mai là mai. Ngoài kia ấy. Ôi trời ơi, đã béo rồi lại còn ăn kẹo sô-cô-la à? Vứt đằng sau lưng kìa, tất kìa, vứt lăn lóc ghế ra. Cậu chị chứ. Xong rồi ai đến người ta cười cho chị thối mặt ra, chị lúc đấy chị lại mới xấu hổ. Chị xấu hổ, em xấu hổ đồng ý kiến. Em chỉ muốn tốt cho chị thôi, chị không thích thì thôi. Mà muốn chị ở nhà gì đấy? Nhà gì kìa chị? Dạ.
dọn nhà cửa. Ơ, Hồng Anh. Ơ, Hồng Anh ơi. Ai đấy? Tôi đây, kia đây này. Ồ, nghe à? Ờ, tôi đây. Mà sao cậu biết nhà tớ mà đến ấy? Mà sao không chịu nhà, sao cậu bảo tớ biết? Hôm qua tớ gặp cái Loan ấy, lớp cậu ấy, bảo tớ tớ mới biết. Thế à? Ờ, tớ bạn thân cậu mà, sao cậu không nói? Tại vì các bạn biết, tớ nghĩ cậu cũng biết rồi. Thế mà không nhận tin tớ một câu nào. Thôi cậu ăn kẹo đi này. Thôi tớ ăn rồi. Ơ, hôm nay sao cậu để bàn bẩn đấy? Cũng gai hơn nữa. Có khách nên tớ đang định dọn thì cậu đến. Thôi để cậu nằm dài ra đây này. Tại tớ mệt quá à. Bây giờ tớ biết tính dọn mà. Cậu ngồi chơi nhá, để tớ dọn chỗ này đã. Dọn đi. Rồi chơi điện thoại để chờ cậu. Đi chơi nhiều mà. Thế hả? Chúc Tết rất nhiều. Tớ thì toàn theo thời gian đi, tại tớ lớn rồi, không được đi nữa. Cậu đi chơi với bạn bè được rồi, tớ đừng đi với bố mẹ. Tớ đi cũng một hôm thôi, còn mấy ngày khác tớ ở nhà. Mà cậu đã chuẩn bị bài vở gì chưa? Mai đi học rồi đấy. Bài vở á? Tớ làm hết rồi, lo gì. Tớ cũng chuẩn bị xong hết rồi. Cậu mà làm xong hết rồi á? Ờ. Ơ, hôm nay này mà sao cậu để tắt ở kia? Mà sao tớ cũng thấy thối thối. Đâu, sau này tớ buồn đi mà. Giờ của tớ em tắt của tớ theo. Tớ không xuống đây tớ hơi bị giữ gìn ấy, không có chuyện, có mùi đâu. Ơ, em anh ấy hả? Ơ, gì ra? Cả Tết anh chẳng bảo anh sao hôm nay anh ra được nhà em ấy. Có bé chuyển nhà mà, em bảo của anh rồi. Thế à? Ờ, và cùng anh nói cho anh thì biết. Mà chị đang đây anh bảo. Đi đây ăn. Mình tới đây mình tìm đâu. Chờ đi. Đây anh lì xì cho thì ra này. Thôi Tết rồi, anh không có lì xì cho em đâu. Kệ cứ nhận đi, đầu năm rồi lì xì cho may mắn. Ra xì thế còn gì? Cảm ơn anh. Hoa sướng, năm sau nhớ nhớ lì xì anh. Dạ. Sao cậu không lì xì đâu? Cậu lớn rồi. Lớn rồi. Cậu chưa già, cậu già rồi mình thôi. Mà thì ra rồi anh lì xì lắm ấy, thì ta đừng cười nhá. Không sao đâu anh. Lì xì cho may mắn thôi. Cảm ơn anh nhá. À mà em đang giả mình chưa xếp xong rồi ấy, anh thử lại ăn với bọn em nhá. Để xem đã. À mà em đang để bếp to để em vào em nhớ giá cho là cháy. Mà mấy người, đâu có hẹn, bạn tớ hẹn bên kia kìa. Thì đi nhá hôm nay. Cậu có lại uống nước một tí đã. Thôi, đi. Thôi, đi thôi. Chú Giang ơi, em làm thôi đấy nhá, anh không ăn đâu nhá. Dạ. Em thấy cậu chăm thế nhỉ. Cậu ngủ nãy giờ, thôi thì đi nhá. Em bà. Bye bye. Nhìn nghĩ là đấy là mình lại phải làm.